Military Summary đưa tin, trong đêm, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, chủ yếu nhằm vào khu vực miền Tây của nước này. Tại Chasubya, lực lượng Moscow tiến về phía bắc tiểu khu Kanan và chiếm giữ các khu vực trong rừng và kiểm soát phần lớn phía đông canh đào. Theo hướng Toreb, các báo cáo chỉ ra rằng sau những đòn bất ngờ ban đầu giành được kết quả tích cực, quân đội Nga tiếp tục tấn công và lực lượng Kiev tại Làng Sumi đã thất thủ. Giao tranh đang diễn ra ở ngoại vi các khu định cư Pipnikna và Drutba. Theo tướng Adipka, lực lượng Moscow tiến về phía Bắc và theo một blogger quân sự, họ đã đến được Vodvizenka. Mỹ đã cho phép Ukraine tấn công sâu tới 100 km vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của họ. Kể từ đó, đã có báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Atac vào khu vực Rostov. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Kênh Ridovka đưa tin, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong phạm vi thành phố Krasnogorivka. Các cuộc phản công của Ukraine bắt đầu suy giảm, nhưng họ lợi dụng các khu nhà cao tầng để tiếp tục củng cố thế trận. Quân đội Nga muốn xử lý dứt điểm khu vực kiên cố này thì cần thực hiện các cuộc tấn công bên sườn. Điều này sẽ tạo ra một vòng vây có thể buộc đối phương phải đầu hàng. Dọc toàn chiến tuyến, lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực lên đối phương buộc Ukraine phải sáo diết chuẩn bị các công sự dự bị. Ở phía tây Golovka, Ukraine thừa nhận đã mất làng Sumi, nơi họ đã ở đó 10 năm. Việc hạ gục khu định cư trở nên khả thi đối với Nga nhờ việc ký ép chuyển toàn bộ lực lượng dự bị sang Chasutia và Volchan, Kharkov. Trước đây, việc tiến quân vào khu vực này được coi là không thể bởi tuyến phòng thủ đã được củng cố và xây dựng dày đặc trong suốt một thập kỷ mặt trận Abdiivka vẫn nóng. Chuyên gia quân sự Boris Rosin báo cáo tình hình chiến sự tại mặt trận Abdiivka tính đến hết ngày 22 tháng 6. Tại Kalovka, giao tranh đang diễn ra ở ngoại vi phía đông ngôi làng. Quân đội Ukraine đã gần như mất hoàn toàn khu vực nhà nghỉ cuối tuần, trong khi lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát dọc theo bờ hồ chứa Kalovskoy. Lực lượng Kiev đang chuẩn bị phòng thủ ở trung tâm và phía tây khu định cư. Ở Yadnobrodovka, các nhóm xung kích của Nga đang hoạt động, ngôi làng vẫn nằm trong tay Ukraine. Vùng xám phía Nam đã bị loại bỏ một phần, trong khi tại phía Bắc, lực lượng Moscow vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khu định cư Novozolovka 1, lực lượng Kiev vẫn giữ quyền kiểm soát ngôi làng, ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương từ Umanskoy và Novopokrovskoy. Nga có một số tiến bộ, nhưng còn quá sớm để nói về việc chọc thủng hàng phòng ngự và chính thức xâm nhập ngôi làng. Tại Sokol, Giao tranh đang diễn ra ở ngoại vi phía đông. Bản thân ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn. Lực lượng Moscow đang tiến về phía bắc, bỏ qua khu vực kiên cố gần khu định cư. Về mặt tiến độ, đến nay vẫn không có gì thay đổi. Ở Novoleksandrovka, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công vào Votvizhenka, bao trùm đường cao tốc Konstantinovka, Krasnoarmeys. Trong ngày, họ đã phát triển được từ Novoleksandrovka đến ngoại ô Votvizhenka và bắt đầu chiến đấu ở đó. Những hành động này rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất đối với hậu cần của Ukraine ở Donbass. Vì vậy, nhiều khả năng Kiev sẽ tăng cường chuyển quân dự bị đến khu vực này. Tại Kalinovo, sau khi mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Akhanzelskoy và di chuyển về phía tây nam Kalinovo, quân đội Nga đang gia tăng áp lực lên khu vực giữa Nova Aleksandrovka và Kalinovo, cố gắng tránh một cuộc tấn công trực diện vào khu vực kiên cố bao trùm Kalinovo từ phía nam để vượt qua nó ở phía tây khu định cư. Hôm nay, Ukraine đã mất một số vị trí và phải tăng cường đổ quân vào khu vực này. Nhìn chung, đòn đột phá Ocheretino của Nga sẽ tiếp tục gây ra những cuộc khủng hoảng cục bộ cho Ukraine, tạo ra những mối đe dọa mới đối với sự toàn vẹn của mặt trận. Bất chấp những nỗ lực đã thực hiện, lực lượng Kiev không thể thay đổi hoàn toàn thế trận. Điều này là do một phần đáng kể nguồn dự trữ của họ phải chi viện cho trận chiến ở vùng Kharkov. Trước đây, có 2 đến 3 lữ đoàn trấn giữ trên hướng này đã gây khó khăn cho quân đội Nga trong việc tiến về phía tây Ocheretino. Tuy nhiên, kể từ khi các đơn vị này rút đi, quân đội Nga liên tiếp giành được các thắng lợi chiến thuật, có thể giúp họ thuận lợi hơn trong trường hợp đột phá vào đường cao tốc Konstantinovka Kratnoa Mace. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 22 tháng 6 cho biết, trong 24 giờ qua, 133 cuộc đụng độ đã xảy ra ở mặt trận, đặc biệt là hướng Pokrovsky với 4 từ vụ. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày, 133 cuộc đụng độ đã xảy ra. Trong ngày, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 17 khu tập trung quân sự, một sở chỉ huy, hai hệ thống phòng không, bốn kho đạn dược, một trạm tác chiến điện tử và một trạm radar của Nga báo cáo viết, Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 20 quả đạn và 35 cuộc không kích sử dụng 68 bom KAB, đồng thời sử dụng 544 UAV. Ngoài ra, đối phương cũng thực hiện hơn 3.200 cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine bằng đại bác, pháo tên lửa, súng cối, vũ khí nhỏ và vũ khí trên các xe chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansky, Liman, Toretsky, Kurakhovsky và Dnieper. Cường độ chiến sự vẫn cao theo hướng Pokrovsky. Số cuộc đụng độ đã tăng lên 44. Với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân và pháo binh, quân đội Nga tiếp tục tấn công tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev trên nhiều khu vực. Binh sĩ Ukraine đẩy lùi 32 đợt tấn công của đối phương, 12 cuộc đụng độ quân sự vẫn đang tiếp diễn tổn thất sơ bộ của Nga lên tới 319 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo và một ô tô bị phá hủy. Ukrainska Pravda đưa tin, vào dạng sáng nay 23 tháng 6, không quân Ukraine báo cáo quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình khắp Ukraine và cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực. Lúc 4 giờ 46 phút giờ địa phương, quân đội Ukraine báo cáo một tên lửa hành trình Kalib từ phía nam qua vùng Nikolaev theo hướng vùng Kirovograd. Lúc 4 giờ 55, tên lửa hành trình được phát hiện ở phía tây bắc, vùng Kirovograd. Chúng tiến vào vùng Cherkasy, di chuyển hướng về phía Bila Sepva. Sau đó liên tiếp từ 5 giờ 03 đến 5 giờ 22, liên tiếp có báo cáo về tên lửa hành trình Nga ở Cherkasy, Kiev, Chitomi, và Vasinkov, Khmelnytsky. Vào lúc 5 giờ 41, mối đe dọa đã được xóa bỏ đối với các khu vực kể trên. Ngày 23 tháng 6, Hải quân Ukraine trên Telegram cho biết, hình ảnh vệ tinh xuất hiện xác nhận nhà kho chứa UAV Sahet và cơ sở hạ tầng liên quan ở vùng Krasnodar của Nga bị phá hủy. Theo quân đội Ukraine, nhà kho đã bị lực lượng và phương tiện của Hải quân Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, phá hủy. Báo cáo có đoạn, các hình ảnh vệ tinh mới xác nhận các địa điểm chuẩn bị và lưu trữ UAV Shahed, các tòa nhà huấn luyện, trạm kiểm soát và liên lạc cho phi hành đoàn của những chiếc UAV này nằm ở lãnh thổ Krasnodar của Nga đã bị phá hủy vào đêm 21 tháng 6. Trước đó, bộ tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân phòng vệ Ukraine vào đêm 21 tháng 6 đã tấn công những nơi cất giữ và chuẩn bị sử dụng UAV Shahed của Nga. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối 22 tháng 6 Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng Ukraine cần các gói hỗ trợ được các đối tác, đặc biệt là Mỹ phê duyệt đầy đủ và không chậm trễ. Ông nói, hôm nay tôi đã nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh siski và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Umerov về việc đảm bảo lực lượng và nguồn cung cấp của chúng tôi từ các đối tác. Tổng tư lệnh và Bộ trưởng cũng báo cáo về những liên hệ của họ với các đối tác và mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn về các gói viện trợ đã được phê duyệt nhưng chúng tôi cần nhận được đầy đủ và gửi ngay tới chiến trường không chậm trễ. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý ông biết ơn tất cả các đối tác, biết ơn Mỹ vì quyết định mạnh mẽ đã giúp chúng tôi ổn định tình hình ở khu vực biên giới Kharkov. Chúng tôi có cơ hội phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga gần biên giới và nơi tập trung quân đối phương. Ông nhấn mạnh những quyết định như vậy phải được tiếp tục. Tổng thống Ukraine nói việc giảm đáng kể các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào vùng Kharkov chứng tỏ rằng việc bảo vệ các thành phố và cộng đồng của chúng ta khỏi bom Nga là hoàn toàn có thể. Do đó, các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và việc tăng tốc đào tạo phi công cho máy bay F-16 là điều thực sự cần thiết. Kyiv Independent đưa tin, Nga đã bắt đầu bắn tên lửa hành trình Kalib từ các tàu chiến ở biển Azov vì việc bố trí chúng ở biển đen không còn đủ an toàn. Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn Hải quân Ukraine, cho biết hôm 22 tháng 6, Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm ngày 22 tháng 6, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở nhiều khu vực của Ukraine. Theo ông Pletenchuk, 4 trong số 16 tên lửa góp mặt trong cuộc tấn công là tên lửa hành trình Kalib được phóng từ các tàu ở biển Azov. Các báo cáo trước đó thường ghi nhận các tên lửa hành trình được tàu chiến Nga bắn từ biển đen. Ông nói, 4 tên lửa đã được bắn từ biển Azov và đây là một bước ngoặt quan trọng, đồng thời cho biết thêm Họ sử dụng nó vì coi đây là vùng biển an toàn hơn biển đen. Ukraine đã nhiều lần tấn công các tàu hải quân Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện. Theo quân đội Ukraine, khoảng 30% hạm đội biển đen của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến tính đến tháng 12 năm 2023. Trong khi một số tàu bị đánh chìm bằng tên lửa tầm xa, nhiều tàu đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi xuồng không người lái cải tiến của Ukraine, phóng từ phần bờ biển đen vẫn do Kiev kiểm soát. Ngày 10 tháng 6, có thông tin Nga bắt đầu sử dụng tàu ngầm để tuần tra Biển Đen sau khi một số tàu mặt nước bị Ukraine tấn công. Ông Pletenchuk cảnh báo lực lượng Nga về việc cảm thấy quá an toàn ở biển Azov khi nói Họ quên rằng biển Azov cũng khá gần với chúng tôi theo URI, sĩ quan cấp cao Nga Lapsin giữ chức tiểu đoàn trưởng sư đoàn dù cận vệ 98 của lực lượng vũ trang Nga. Được biết, ông đã tử trận khi cố gắng chỉ huy tiểu đoàn tiến lên theo hướng Chasipia. Các nguồn tin Nga cho biết, một thông tin đau buồn đến từ tiền tuyến, chỉ huy Alexander Lapsin thuộc sư đoàn dù cận vệ 98 từ Ivanovo đã tử trận. Gần như toàn bộ tiểu đoàn đã bị tiêu diệt trong trận giao tranh ác liệt ở Chasipia. Ngoài ra, một chỉ huy khác của Nga tên là Monak cũng được cho là đã thiệt mạng ở mặt trận Donetsk. Thông tin này chưa được xác minh. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực tiến tới Chasipya, nơi đang diễn ra giao tranh tích cực nhất trên mặt trận Donetsk. Quân đội Ukraine tuyên bố trên Telegram, lực lượng Ukraine đang củng cố phòng thủ ở khu vực này một cách đáng tin cậy và đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga một cách hiệu quả. Trước đó có thông tin cho rằng quân đoàn quốc tế Ukraine đã được triển khai tới Chasivya để tăng cường phòng thủ cho mặt trận này. Hôm 21 tháng 6, Naza Volosin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Kortesia, nói với Interfax Ukraine rằng quân đội Nga bắt đầu tấn công Chasivya từ hướng Torres vài ngày trước. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 Ukraine cũng cho biết lực lượng này đã được tái triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ thành phố chiến lược trên cao Chernihiv, nơi có khả năng mở ra cho Nga con đường tiến sâu hơn vào Donetsk. Ông Volosin nói, trong tuần qua, Nga liên tục tấn công, có các đợt tấn công trực diện bằng cơ giới khóa vào Chernihiv và các nhóm nhỏ tối đa 5 người đang cố gắng đột nhập vào Novii và Kanan. Theo quan chức quân sự Ukraine, quân đội Nga đã ba lần cố gắng tiếp cận các vị trí của Kiev gần Chansovya và Kalitschivka, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình trong tầm kiểm soát và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ông Volosin nhấn mạnh, các đơn vị phòng vệ đang kiềm chế hiệu quả các mũi xung kích nguy hiểm của đối phương và củng cố vị trí của họ ở khu vực. Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công ở tỉnh Donetsk, tập trung nỗ lực vào Chasivya. Bằng cách tấn công các khu định cư gần đó như Ivaniske, Moscow đang cố gắng bao vây thành phố. Nếu Nga thành công chiếm được Chasivya, họ sẽ có khả năng tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk. Ông Trump cam kết sẽ giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước khi bước vào phòng bầu dục, vào tháng 1 năm 2025, nếu ông đắc cử tổng thống vào tháng 11 tới, cam kết được cựu tổng thống Donald Trump đưa ra trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 22 tháng 6. Đây là sự kiện vận động tranh cử cuối cùng của ông Trump trước khi bước vào cuộc tranh luận với đương kim tổng thống Joe Biden vào ngày 27 tháng 6. Ông Trump khẳng định chắc nịch: "Trước khi tôi vào phòng bầu dục, nơi làm việc của tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng, ngay sau khi chúng ta giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Cựu tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ ngăn chặn thế chiến thứ ba theo hãng thông tấn TASS của Nga. Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội toàn quốc vào tháng 7 và chính thức đề cử ông Trump làm ứng viên tổng thống của đảng. Hàng trăm triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Người giành chiến thắng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Như vậy, nếu ông Trump đắc cử, ông chỉ có khoảng 2 tháng để giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm giữa Nga và Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần thể hiện quan điểm về cuộc xung đột trên. Vào giữa tháng 6 này, tại cuộc vận động tranh cử ở Detroit, bang Michigan, ông mỉa mai Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi liên tục yêu cầu Mỹ cung cấp viện trợ. Ông Trump nói, ông ta đến Mỹ về nhà với 60 tỷ đô la Mỹ và rồi tuyên bố cần thêm 60 tỷ đô la Mỹ nữa chuyện đó sẽ không có hồi kết. Đã không ít lần, các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối tăng viện trợ cho Ukraine, đặt ra câu hỏi đâu là lợi ích của nước Mỹ. Theo giới quan sát, các phát ngôn của ông Trump về Ukraine càng khiến người ta lo ngại Washington sẽ ngừng hoặc giảm viện trợ cho Kiev nếu ông đắc cử. Chính quyền của Tổng thống Biden đã nỗ lực cam kết với Ukraine về sự ủng hộ lâu dài của Mỹ cho nước này. Trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Ý hôm 13 tháng 6, Tổng thống Mỹ và Ukraine đã ký thỏa thuận 10 năm bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thỏa thuận này hoàn toàn có khả năng bị đảo ngược nếu ông Trump quyết định làm như thế. Phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến lược Kotesia cho biết trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 22 tháng 6 rằng lực lượng Nga đang rút một số đơn vị ở tỉnh Kharkov để bổ sung do mất năng lực chiến đấu. Điều này bao gồm các đơn vị gần Vokchan, Tike và Hlyboke. Ông Nazar Volosin cho biết, ông Volosin nói, Lực lượng vũ trang của chúng tôi, AFU, đã giữ vững phòng tuyến và gây ra tổn thất nặng nề cho quân địch. Ông Volosin cho biết, lực lượng Nga đã mất 60 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 phương tiện, thiết bị chuyên dụng, 42 máy bay không người lái và 18 hầm trú ẩn cùng nhân sự trong 24 giờ qua. Ông nói, kẻ thù đã tạm dừng các hoạt động chiến đấu tích cực trong khu vực đó vì không có hành động nào đáng kể trong ngày hôm qua hoặc sáng nay nhằm giám sát Deep State tuyên bố ngày 18 tháng 6 rằng người Nga đã tập trung tới 10.000 quân và 450 thiết bị quân sự giữa Raikorotka và Novovodian để lặp lại cuộc tấn công vào Borova. Lựa đoàn xung kích số 3 xác nhận các cuộc tấn công tăng cường của Nga ở tỉnh Kharkov. Họ lưu ý rằng quân đội Nga đang tiến công với các trung đoàn xe tăng, một số lượng lớn pháo binh, các đơn vị bổ sung của Wagner và lực lượng đặc biệt. Lữ đoàn 3 báo cáo vào ngày 19 tháng 6 rằng quân Nga đang đạt được những thành tựu chiến thuật nhỏ theo hướng Borova, làng có vị trí thuận lợi do có địa hình và kết nối hậu cần. Chính quyền tỉnh Kharkov được cho là đang chuẩn bị tiến hành sơ tán bắt buộc khỏi năm khu định cư của khu đô thị Borova do việc pháo kích tăng cường và khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ hôm 19 tháng 6 báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở tỉnh Kharkov, giành lại quyền kiểm soát khu định cư Tikhe ngay phía đông vốc tràn và tiến triển ở các khu vực chiến lược khác. Trong một tuyên bố trên Telegram ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này lần đầu tiên phá hủy một xe bọc thép chở quân APC Senator do Canada cung cấp cho Ukraine chiếc xe bị phá hủy khi quân đội Nga tấn công lực lượng Ukraine ở phía nam Donetsk và Zaporizhia. Tuyên bố cho biết thêm, lực lượng Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine, Kiev mất hơn 140 quân nhân và một số phương tiện, trong đó có xe thiết giáp Senator do Canada sản xuất, pháo FH-70 do Anh sản xuất và pháo M-198 do Mỹ sản xuất chỉ trong khu vực này trong vòng 24 giờ phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Hiện chưa rõ có bao nhiêu xe thiết giáp Sinator đang được quân đội Ukraine sử dụng. Cuối năm 2023, một số phương tiện truyền thông dẫn lời giám đốc điều hành nhà sản xuất và vũ khí Rosen của Canada cho biết, công ty này đã cung cấp tổng cộng 1.000 chiếc APC cho Ukraine. Cũng không rõ Kiev đã nhận được phiên bản APC thông thường hay phiên bản chống phục kích chống mìn MRAP. Rosen quảng cáo Senator nền tảng chiến đấu đã chứng minh hiệu quả trong các khu vực xung đột. Năm 2018, một số hãng truyền thông thậm chí còn đưa tin rằng Senator có thể sống sót ngay cả khi tận thế. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Moscow cũng cho rằng vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã không giúp Kiev chiếm ưu thế trên chiến trường chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp mặt trận, nhất là Kharkiv và Donetsk. Cập nhật chiến sự ngày 22 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, Ukraine và Nga xảy ra 99 cuộc giao tranh trong ngày và điểm nóng vẫn ở tỉnh Kharkiv, Donetsk, theo hãng thông tấn Ukraineform. Ở Kharkiv, Nga liên tục tấn công thành phố Vokchan, các khu định cư ở thành phố Kupian. Còn ở Donetsk, các điểm nóng giao tranh vẫn là thành phố Liman, Siver, Kramatos, Bokrov, Kurakove làng Fremivka. Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 22 tháng 6, người phát ngôn của nhóm lực lượng Kortesia của Ukraine, ông Naza Volosin cho biết, một số lực lượng Nga đang rút khỏi các khu vực gần thành phố Vokchan, tỉnh Kharkiv, dường như do kiệt sức. Theo ông Volosin, việc rút quân này được ghi nhận ở các tâm điểm như làng Lipsi và Tikhe, nơi lực lượng vũ trang Nga hứng nhiều tổn thất. Ngày 22 tháng 6, nhóm du kích thân Ukraine Ates tuyên bố, một trong những thành viên của nhóm đột nhập thành công vào một căn cứ không quân của Nga và úp mở về việc đã tiến hành các hoạt động phá hoại tại địa điểm này, theo tờ Kiev Independent. Trong một bài đăng trên Telegram, nhóm Ates cho biết, thành viên nhóm đã tham thính sân bay Baltimore ở tỉnh Voronezh, cách biên giới tỉnh Kharkiv, Ukraine, khoảng 220 km về phía đông bắc và là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom thứ 47 của Nga. Hình ảnh và video kèm theo bài đăng này cho thấy một số máy bay Ates cho rằng có một máy bay ném bom chiến đấu Su-34, loại máy bay mà nga thường dùng để phóng tên lửa vào ukraine. Kyiv Independent chưa xác minh được những hình ảnh này. Ates úp mở rằng có những điều bất ngờ đang chờ đợi quân nga, đồng thời tuyên bố đã chuyển thông tin về căn cứ này của nga cho chính quyền ukraine. Nhóm Ates viết trên telegram. Chúng tôi sẽ sớm thấy kết quả công việc của mình. Chính quyền Kiev và Moscow và kiện chưa bình luận về thông tin này. Chính quyền thành phố Kharkiv cho biết lực lượng Nga tấn công thành phố này vào ngày 22 tháng 6, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 54 người bị thương, theo Kiev Independent. Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terekov cho biết, quân Nga mở 4 cuộc tấn công nhằm vào một khu dân cư trong thành phố. Ông Terekov nói rằng Nga đã dùng bom lượn trong các cuộc tấn công này. Văn phòng công tố Kharkiv cho biết cuộc tấn công được phát động từ tỉnh Benkrod, Nga, trong đó ba quả bom lượn đánh trúng một doanh nghiệp ở quận Kolodnohisky và một quả khác đánh trúng một tòa nhà dân cư 5 tầng ở quận Onivianskyi. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky chỉ trích cuộc tấn công này. Theo ông Zelensky, việc Nga tấn công bằng bom dẫn đường phải được ngăn chặn và có thể ngăn chặn được, đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây có những động thái cứng rắn để giúp Ukraine tiêu diệt lực lượng và máy bay chiến đấu Nga. Cập nhật chiến sự ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm quân của nước này đã giành được những lợi thế trên chiến trường gây thương vong lớn cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS. Đáng chú ý, nhóm quân trung tâm của Nga đánh bại một số lữ đoàn Ukraine ở các khu định cư tại tỉnh Donetsk, gồm Novgorodskoye, Vovizhenka, Novopokrovskoye, Novoselokka, Bervaya và Torres, cũng như ngăn chặn bảy đợt phản công của Ukraine. Hậu quả là Ukraine mất 425 lính, một số hệ thống pháo gồm M777, m B, D-30, M-119. Còn nhóm lực lượng phía Tây cũng chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn, đánh lực lượng Ukraine ở các khu định cư Vavarovka, Novo Ivanovka thuộc tỉnh Zaporizhia, khu định cư Bretisovka và Neskov Noye thuộc tỉnh Donetsk. Thương phong của Ukraine lên tới hơn 140 quân nhân và lần đầu tiên một xe chiến đấu bọc thép Sinatër do Canada sản xuất bị phá hủy. Trước đó, bộ quốc phòng nga cho biết lực lượng nước này đã mở cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các kho vũ khí của Ukraine, bao gồm những kho chứa UAV và vũ khí phòng không do phương tây cung cấp, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở 127 khu vực, theo đài RT. Nga bắt đầu phóng tên lửa hành trình tầm xa Kalib từ biển Azov và các mục tiêu của Ukraine từ tối 21 tháng 6. Theo Warzone, đây là lần đầu tiên chiến hạm Nga tấn công đối phương từ biển Azov bằng tên lửa Kalib kể từ khi chiến sự bùng phát. Hải quân Nga trước đây thường bắn tên lửa tấn công mặt đất Kalib từ Biển Đen và Ukraine. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phương Tây, việc tấn công từ Biển Đen đã trở nên nguy hiểm hơn với Nga vì Ukraine thường huy động xuồng tự sát UAV tên lửa tấn công chiến hạm Nga ở khu vực này. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng vì người Nga coi đây là khu vực an toàn hơn so với Biển Đen, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk nói hôm 22 tháng 6. Nga đã phóng bốn tên lửa Kalib từ biển Azov, ông Pletenchuk cho biết. Đây là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các thành phố và các cơ sở năng lượng, gồm 6 UAV Sahel 136, 16 tên lửa phóng từ trên không, trên đất liền và trên biển. Các cơ sở năng lượng và thành phố trên khắp Ukraine đã bị tấn công, bao gồm Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Kiev, Vinnytsia, Zaporizhia. Theo không quân Ukraine, họ đã bắn rơi 12 tên lửa và 6 UAV. Nga đã di chuyển 9 tàu tới biển Azov vào ngày 20 tháng 6, Hải quân Ukraine cho biết. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công từ Biển Đen hôm 21 tháng 6. Ukraine lưu ý rằng hiện có 3 tàu Nga ở biển Azov có khả năng mang theo tổng cộng 20 tên lửa và một tàu ngầm ở biển Đen có thể mang theo tới 4 tên lửa hành trình. Tàu ngầm hoạt động tương đối an toàn ở biển Đen vì chúng khó bị phát hiện khi ở dưới lòng biển. Tuy nhiên, ông Pretenchuk cho rằng Nga dường như đã quên biển Azov cũng gần với tầm bắn của chúng tôi. Dù Ukraine có thể tấn công tàu Nga bằng tên lửa và UAV ở biển Azov, nhưng tấn công bằng xuồng tự sát, một trong những vũ khí hiệu quả hàng đầu ở biển Đen, sẽ là thách thức lớn. Sông tự sát của Ukraine sẽ phải vượt qua cầu Kurs nối bán đảo Crimea với đất liền Nga nếu muốn đi vào biển Azov. Đây là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, lãnh thổ do Nga kiểm soát bao quanh vùng biển này bằng một vùng đệm khá lớn và một hệ thống phòng không uy lực được đặt ở đây ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Kiev tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine trên Biển Đen và sắp nhập vào Nga năm 2014. Lực lượng hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần Biển Đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát và tên lửa của Ukraine. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine Statcom báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo. Thủ tướng Oben nhấn mạnh, đây là một phần của thỏa thuận mà ông đã ký với lãnh đạo NATO. Ông Oben tuyên bố hôm 21 tháng 6, tôi đã đồng ý với Tổng thư ký NATO rằng NATO sẽ thực hiện một sứ mệnh quân sự ở Ukraine nhưng Hungary sẽ không tham gia vào sứ mệnh này, thậm chí không hỗ trợ tài chính cho sứ mệnh đó. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Hungary dường như đã ngầm tiết lộ NATO sẽ tiến hành một sứ mệnh quân sự ở Ukraine nhằm bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công của Nga. Các phương tiện truyền thông Nga và Ukraine cũng dẫn lời ông Orbán cho biết, nhà lãnh đạo Hungary tin rằng hiện chỉ có Tổng thống Trump mới có thể thay đổi lập trường của NATO về vấn đề Ukraine. Chúng tôi, Hungary và NATO đã đạt được mục tiêu tối thiểu. Tôi đã đồng ý với Tổng thư ký NATO rằng Hungary sẽ rút lui. NATO sẽ thực hiện sứ mệnh quân sự ở Ukraine, nhưng Hungary sẽ không tham gia. Người lái tàu đã không thể bị thuyết phục, bây giờ chỉ có ông Trump mới có thể dừng đoàn tàu. Trong khi đó, hãng tin Portfolio của Hungary dẫn lời ông Urban tiết lộ NATO sẽ cử một phái đoàn quân sự đến Ukraine nhưng hungary sẽ không tham gia vào sứ mệnh đó newsweek đã liên hệ với văn phòng của oben và nato để xin bình luận về vấn đề này qua email ông oben được xem là một đồng minh hiếm hoi của tổng thống nga vladimir putin trong số các quốc gia thành viên nato ông là người phản đối mạnh mẽ việc phương tây cung cấp viện trợ quân sự cho ukraine và đổ lỗi cho các chính trị gia ủng hộ chiến tranh ở các nước nato đã khiến căng thẳng với nga leo thang ông cũng đã lên tiếng phản đối việc Ukraine trở thành thành viên của NATO. Orbán cũng được biết đến là một trong những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lớn nhất ở châu Âu. Theo tờ Milentani, vào đêm 20 dạng sáng ngày 21 tháng 6, vùng Krasnodar của Nga đã trải qua một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn của Ukraine bằng UAV và USV để ngăn chặn USV của Ukraine xuất hiện gần thị trấn Anapa ven Biển Đen, Nga đã điều động các trực thăng K-29. Tuy nhiên, một chiếc K-29 đã bị bắn hạ trong quá trình đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. Vụ việc được cho đã khiến cả bốn thành viên trong phi hành đoàn thiệt mạng. Theo điều tra ban đầu của phía Nga, trực thăng K-29 bị rơi là do lỗi của đơn vị vận hành hệ thống tên lửa phòng không Panzer S-1 khi nhầm lẫn trực thăng với UAV của Ukraine. Hiện Nga và Ukraine chưa lên tiếng bình luận chính thức về thông tin trên. Trong khi đó, hồi đầu tháng 5, Ukraine tuyên bố lần đầu tiên sử dụng USV mang tên lửa phòng không để chống lại máy bay Nga theo đó, chiếc USB trang bị tên lửa không đối không của Ukraine đã bắn trực thăng Nga, nhưng không trúng đích. Cuối cùng, K-29 Nga đã tiêu diệt USB Ukraine bằng vũ khí trên không. Sau đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận một trong những phiên bản sửa đổi của USB Magura đã được trang bị tên lửa không đối không R-73. Theo chỉ huy đơn vị đặc biệt nhóm 13 mang biệt danh, Chinat Siyati, các USV trang bị tên lửa R-73 đã được Ukraine sử dụng trong hoạt động chiến đấu ở Biển Đen và nó đã trở thành yếu tố gây lo sợ và rủi ro nghiêm trọng đối với không quân Nga. Ông Putin tuyên bố với các phóng viên vào được TASS dẫn lại hôm 21 tháng 6. Có một phán quyết của Tòa án Hiến pháp của Ukraine được đưa ra vào năm 2015, trong đó nêu rõ nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine chỉ được kéo dài trong 5 năm. Và thế là xong, Đúng hơn thì chúng ta đang nói về điều gì? Đó là phương Tây không muốn thay thế ông ấy bây giờ, vẫn chưa phải lúc. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý thêm, tôi đã nói rồi, nhưng tôi nghĩ điều này ai cũng rõ. Mọi quyết định không được lòng dân, trong đó có việc hạ độ tuổi nhập ngũ đều sẽ bị đổ lỗ cho ông ấy, tức Zelensky. Thế là xong, sau đó ông ấy sẽ bị thay thế. Tôi tin rằng tất cả những điều đó sẽ xảy ra trong nửa đầu năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ rằng các luật sư Nga đã phân tích hiến pháp Ukraine về mối tương quan giữa lệnh thiết quân luật và quyền lực của Tổng thống. Ông lưu ý, mọi thứ đều được quy định ở đó, rằng trong trường hợp thiết quân luật, các quyền lực, bao gồm cả quyền lực của Tổng thống, sẽ thuộc về Chủ tịch Quốc hội. Luật thiết quân luật quy định rằng các cuộc bầu cử Tổng thống sẽ không được tổ chức trong thời chiến, nhưng nó không nói rằng quyền lực của Tổng thống sẽ được kéo dài. Quá thời hạn 5 năm Điều đó có nghĩa là thời gian của ông Zelensky đã hết, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Volodymyr Zelensky vốn kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Khi nhậm chức cách đây 5 năm, ông Zelensky hứa sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine, loại bỏ tận gốc tầng lớp tinh hoa tham nhũng và chỉ giữ chức tổng thống một nhiệm kỳ. Tuy nhiên, hiện Ukraine đang có chiến tranh với Nga. Ukraine không thể tổ chức bầu cử vì luật thiết quân luật. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng ông Zelensky bị cáo buộc tìm cách chiếm đoạt quyền lực. Một số luật sư Ukraine chỉ ra rằng sau ngày 20 tháng 5, ông Zelensky sẽ trở thành quyền tổng thống cho đến cuộc bầu cử tiếp theo. Tuy nhiên, những người phản đối lại giải thích luật theo cách lập luận rằng Chủ tịch Quốc hội Ukraine mới là người nên trở thành quyền tổng thống, theo quy định của hiến pháp và giống như cách diễn giải của Tổng thống Putin về phần mình tổng thống volodymyr zelensky tuyên bố tính hợp pháp của ông chỉ có thể được người dân ukraine quyết định và công nhận bác bỏ việc tổng thống putin cho rằng ông đã hết nhiệm kỳ và quyền lực tổng thống nên được chuyển sang cho chủ tịch quốc hội Lữ đoàn xung kích đường không số 79 Ukraine ngày 21 tháng 6 đăng video quay bằng máy bay không người lái UAV trinh sát cho thấy một tổ hợp phòng không tầm ngắn OSA của Nga ở giữa cánh đồng. được phương triển khai hệ thống OSA giữa ban ngày vì họ phát hiện UAV Ukraine trên bầu trời, lực lượng này cho biết tổ hợp Osa khai hỏa một tên lửa phòng không dẫn đường về phía UAV trinh sát Ukraina, song không trúng mục tiêu, chiếc UAV vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Gần như ngay sau đó, một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, Duran FPV, tự sát, đã lao vào tổ hợp Osa và tạo ra cột khói nhỏ, cho thấy đàn tập kích dường như đã gây cháy. Lộ đoàn 79 tuyên bố đã phá hủy tổ hợp Osa, song chưa có video, hình ảnh xác nhận thông tin. Lộ đoàn này không tiết lộ đã sử dụng mẫu UAV trinh sát nào, song lực lượng Ukraine gần đây hay sử dụng UAV cá mập có chiều dài 1,65 m, sải cánh 3,4 m để làm nhiệm vụ này. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. Tổ hợp phòng không Osa bắt đầu được phát triển từ năm 1960 và đưa vào biên chế quân đội Liên Xô hồi năm 1971, có trọng lượng 18 tấn, chiều dài 9 m, kiếp chiến đấu 5 người. Đây là tổ hợp phòng không đầu tiên của Liên Xô được tích hợp radar điều khiển hỏa lực trên xe phóng đạn, giúp mỗi xe trở thành một ổ hỏa lực độc lập. Nó được trang bị 6 tên lửa mang đầu dò radar, thường phóng theo loạt hai quả với tỷ lệ trúng đích 55 tới 85%. Đạn của biến thể mới nhất có tầm bắn hơn 10 km, mỗi tổ hợp có giá ước tính từ 4 tới 10 triệu đô la Mỹ. Một số tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraina nhận định UAV trinh sát Ukraina dường như quá nhỏ để kích hoạt đầu dò cận đích trên đạn phòng không của tổ hợp OSA. Sergei Makarenko, giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg của Nga năm ngoái cho biết, lực lượng phòng thủ của Moscow và gần như không thể bắn trúng những chiếc UAV có kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có. Ukraine đã nhiều lần triển khai drone tập kích tổ hợp OSA của Nga trong cuộc xung đột. Tiểu đoàn không vận số 90 Ukraine hồi giữa tháng đăng video liên tiếp lái drone tấn công hệ thống phòng không OSA của đối phương, dù nó đã được lực lượng Nga cất kỹ trong gara có cửa sắt che chắn, tạo ra vụ hỏa hoạn lớn. Oris, trong phân tích thông tin có trụ sở tại Hà Lan, cho biết Nga đã mất tổng cộng 24 tổ hợp OSA từ đầu chiến sự do bị phá hủy, hư hại hoặc tịch thu. Theo tin của trang người đưa tin reporter của Nga, thiết bị trinh sát của nhóm lực lượng server phía Bắc đã phát hiện hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS đang phóng tên lửa. Việc chuyển thông tin nhanh chóng tới các đội OTRK, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã giúp tiêu diệt MLRS của Mỹ. Theo đó, UAV trinh sát của một đơn vị thuộc nhóm quân phương Bắc của Nga đã theo dõi chuyển động của bệ phóng M142 từ vị trí khai khỏa đến vị trí tạm thời, và ngay sau đó hệ thống pháo binh cơ động HIMARS đã bị trúng tên lửa của lực lượng lục quân Nga. Kiếp trắc thủ của OTRK Iskander sau khi nhận được chỉ thị mục tiêu ở khu vực Kharkov đã tiêu diệt hoàn toàn không chỉ xe chở bệ phóng MLRS của Mỹ mà còn cả phương tiện vận tải an ninh cùng với nhân viên của nó. Việc phá hủy MLRS khi mà trong khu vực hoạt động của nhóm lực lượng server theo hướng Kharkov đã được Bộ Quốc phòng Nga báo cáo trong bản tin hàng ngày về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 21 tháng 6. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong vòng 24 giờ, ngoài hệ thống HIMARS của Mỹ, thêm một số đơn vị quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt trên khu vực này ở mặt trận Kharkov, cùng với một số thiết bị khác và gần 300 chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nêu rõ, thiệt hại của lực lượng Ukraine lên tới 290 quân nhân, 3 phương tiện, một bệ phóng M142 HIMARS MLRS do Mỹ sản xuất, một pháo phản lực Panzer c 2155mm do Đức sản xuất, hai pháo phản lực D20 152mm, một lượng pháo tự hành D30 122mm và trạm radar trinh sát khỏa lực ANTPQ-50 sản xuất tại Mỹ. Ngoài ra, theo báo cáo ngày hôm nay, các hệ thống phòng không Nga cũng đã đánh chặn 21 tên lửa được bắn từ hệ thống tên lửa phóng loạt khima ở các hướng khác nhau. Tại Lipsi, trên mặt trận Kharkov, Nga tiếp tục sử dụng siêu bom FAB-3000, mặc dù một lần nữa lệch tâm mục tiêu khoảng 20-30 mét, nhưng quả bom lượn 3 tấn vẫn thể hiện uy lực khủng khiếp, săn phẳng cứ điểm của Ukraine. Độ chính xác dường như chưa được tối ưu, điều đó cho thấy loại siêu bom này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và có vẻ như hiện nay chỉ có một số máy bay Su-34 có khả năng mang loại bom lượn này. Tại Krasnogorivka, lực lượng Moscow tiến xa hơn về phía Bắc và chiếm được các vị trí bổ sung. Theo hướng Adnipka, những người lính Nga đầu tiên đã được phát hiện ở Sokin, giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra trên các khu vực khác. Tại Staromaios, lực lượng Kiev cố gắng phản công nhưng bị đẩy lùi kênh đưa tin, trên hướng Adnipka, quân đội Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở Kalovka. Theo nguồn tin Ukraine, lực lượng Moscow chiếm được hơn nửa ngôi làng. Các chiến binh Nga được cho là đang tiến về hướng Tây ở cả hai bờ hồ chứa Kalovskoye. Bản thân khu định cư Kalovka nằm ở bờ Nam của đó, trong khi ngôi làng nghỉ mát nằm ở bờ Bắc. Cuộc tấn công chính của quân đội Nga diễn ra dọc phía nam của hồ chứa và binh sĩ của họ trấn giữ vùng ngoại ô phía bắc có nhiệm vụ hỗ trợ đồng đội bằng hỏa lực từ bên sườn. Nhận ra điều này, lực lượng Kiev không cầm cự được và buộc phải rút lui để lại vùng ven hồ cho quân Nga. Kênh Riba tóm lược toàn cảnh chiến sự ngày 21 tháng 6, trong đó quân đội Nga tấn công vào các mục tiêu ở Krivorov và Kirovograd. Ngoài ra, các vụ nổ đã xảy ra ở khu vực Odessa ngược lại Kiev tấn công bằng UAV quy mô lớn vào bán đảo Crimea và nhà máy lọc dầu Insky của Nga ở Krasnodar, gây ra một số hư hại. Trên vùng Kharkov, lực lượng Kiev đang tiến hành phản công ở Vokchan và Glubokoye, cố gắng đánh bật quân Nga khỏi vị trí của họ. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở vùng Benkoros cũng vẫn tiếp tục. Theo gần Mút ở Chasovya, lính xung kích Nga đã chiếm khu công nghiệp ở tiểu khu Kanan và khu vực phía bắc phố Olev Kosevoy, do đó Kiev chỉ giữ được quyền kiểm soát phần tây nam của khu vực này. Ở cực Nam, lực lượng Moscow đang tiến hành xung phong vào Druba và Leninskoye, nhưng việc thiếu bằng chứng khách quan không cho phép đánh giá quy mô của cuộc tiến công. Tại Nam Adivka, quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Krasnogorovka, tiến về hướng Bắc và dọc phố Matrosova theo hướng Uleda giao tranh cũng tiếp tục diễn ra ở ngoại ô phía đông Yanovka, nhưng không có thay đổi đáng kể nào về tình hình được ghi nhận Ukraine Pravda đưa tin báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine tính tới 22 giờ ngày 21 tháng 6 cho biết trong 24 giờ qua 120 vụ đụng độ đã diễn ra tình hình nóng nhất vẫn ở hướng Pokrovsky adivka khi lực lượng Moscow phạt thiệt hại hơn 200 người và bị thương hai phương tiện cũng bị phá hủy và hai hệ thống pháo binh bị hư hại. Báo cáo có đoạn, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 4 đợt tấn công tên lửa, tổng cộng 6 quả đạn và 45 vụ không kích, tổng cộng 71 bom KAB và sử dụng 407 UAV, đồng thời thực hiện hơn 2.300 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Serversky, Kramatorsk, Torres, Kurakovsky, Orekov. Tình hình ở hướng Pokrovsky vẫn nóng nhất, Nga không từ bỏ nỗ lực đột nhập vào đội hình chiến đấu của chúng tôi trong hàng loạt khu định cư khác nhau. Đối phương vẫn hoạt động tích cực nhất ở Ocheretino, nơi diễn ra 2 phần 3 số vụ đụng độ và các hoạt động tấn công của lực lượng Moscow đang tiếp tục. Tổng cộng có 36 đợt tấn công xảy ra theo hướng này. Các lực lượng phòng thủ đang tiến hành các hoạt động ổn định. Ở các hướng khác, tình hình không có thay đổi đáng kể nào, báo cáo viết. Kể từ đầu ngày, các đơn vị không quân, tên lửa và pháo binh đã đánh trúng 3 chốt kiểm soát, 4 khu tập trung vũ khí, trang bị quân sự và 4 khu vực tập trung quân Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay. Người đứng đầu cơ quan quân cảng vùng Lvov, ông Maxim Kozitsky trên Telegram cho biết, dạng sáng nay ngày 22 tháng 6, Nga đã tiến hành tấn công tên lửa và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở vùng Lvov gây ra đám cháy lớn. Theo ông, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, không có báo cáo về thương vong. Chính quyền địa phương hứa sẽ báo cáo về quy mô tàn phá sau này. Trước đó, trong đêm muộn ngày 21 tháng 6, không quân Ukraine báo cáo 4 máy bay Tu-95MS cất cánh từ căn cứ không quân Olenia ở Nga, đồng thời lãnh thổ nước này cũng bị tấn công bởi xa khét và máy bay chiến thuật. <laughs> Ukraine Pravda đưa tin rằng sáng nay 22 tháng 6, nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở một số khu vực trong đoàn tấn công bằng tên lửa. Thị trường Ivano Frankiv, Ruslan Maksinkiv trên Telegram phát cảnh báo. Chú ý, có phòng không cho khu vực, chính quyền đề nghị người dân không quay chụp quay phim, chúng ta không giúp đỡ đối phương. Ngoài ra, người ta còn nghe thấy các vụ nổ ở vùng Lut và Vinicia. Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU cho biết, Nga gia tăng áp lực lên Torres sau khi chiếm được làng Sumy thuộc vùng Donetsk. Theo Deep State, những ngày gần đây, khu vực làng Savonoye trở thành tâm trấn mới cực kỳ nóng bỏng, Báo cáo có đoạn, nguyên nhân chính xác dẫn đến thất bại của hàng phòng ngự vẫn chưa được biết. Tính tới cuối ngày 21 tháng 6, quân Nga vẫn tiến theo con đường song song với đường sắt. Ngoài ra đối phương còn chiếm làng Sumi và các mục tiêu khác. Lính Nga cũng được phát hiện gần bãi thải số 2. Các trận đấu súng ở khu vực đó không hề lắng xuống. Deep State dự đoán rằng quân đội Nga sẽ cố gắng phát huy thành công về mặt chiến thuật của mình bằng cách đưa thêm lực lượng dự bị vào khu vực. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, đánh chiếm Torres. Nasa Volosin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Kortisia, nói với Interfax Ukraine hôm 21 tháng 6 rằng quân đội Nga bắt đầu tấn công Transovia từ hướng Torres vài ngày trước. Tuyên bố được đưa ra sau khi lưỡng đoàn cơ giới độc lập số 24 Ukraine cho biết lực lượng này đã được tái triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ thành phố trên cao Transovia, nơi có khả năng mở ra cho Nga con đường tiến sâu hơn vào Donetsk. Lực lượng Kiev hôm 18 tháng 6 báo cáo có sự gia tăng của các đợt tấn công của Nga gần thị trấn Torres sau thời gian dài tạm lắng giao tranh cho khu vực. Torres, thị trấn có tầm quan trọng chiến lược, nằm cách chiến tuyến chưa đầy 8 km, 5 dặm, có dân số khoảng 31.000 người trước khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện. Ông Volosin cho biết, các lực lượng Moscow và đang cố gắng tiến từ thị trấn Kholipka tới các làng Sumi và New York. Người phát ngôn cho biết, trong tuần qua, Nga liên tục tấn công, có các đợt tấn công trực diện bằng cơ giới khóa vào Chasovia và các nhóm nhỏ tối đa 5 người đang cố gắng đột nhập vào Novii và Canaan Ông nói, quân đội Nga đã ba lần cố gắng tiếp cận các vị trí của Kiev gần Chasovia và Kalitschivka, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình trong tầm kiểm soát và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ông Volosin cho biết, các đơn vị phòng vệ đang kiềm chế hiệu quả các mũi xung kích nguy hiểm của đối phương và củng cố vị trí của họ ở khu vực. Các lực lượng Nga tăng cường tấn công ở tỉnh Donetsk tập trung nỗ lực vào chân sông nhà bằng cách tấn công các khu định cư gần đó như Ivanivsk. Moscow đang cố gắng bao vây thành phố nếu chiếm được sẽ cho phép tiến sâu hơn vào khu vực. Kiev Independent đưa tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong đêm 21 tháng 6, UAV đã tấn công 4 nhà máy lọc dầu ở Krasnodakarai và Atchakhan, cũng như các địa điểm cất trữ UAV xa khét của Nga. Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 100 UAV trong cuộc tấn công hàng loạt vào Krasnodar Krasnodakarai và Volgograd vào ban đêm. Các kênh Telegram của Nga cho biết UAV đã nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự ở Yei trong cuộc tấn công vào Krasnodar Karai. Quân đội Ukraine cho biết các nhà máy lọc dầu Avivskyi, Inskyi và Krasnodarskyi đã bị tấn công ở Krasnodar Karai, cũng như nhà máy lọc dầu Achakhan ở tỉnh Achakhan của Nga. Nhà máy lọc dầu Achakhan có thể ám chỉ nhà máy xử lý khí đốt ở thành phố này. Bộ Tổng tham mưu cho biết lực lượng Kiev cũng tấn công các trạm radar và trung tâm tình báo điện tử đối phương ở Crimea và tỉnh Priyan của Nga. Bên cạnh đó, các địa điểm lưu trữ và chuẩn bị UAV xa khét, các tòa nhà huấn luyện, trung tâm chỉ huy và liên lạc của những UAV này đặt tại Karai cũng bị tấn công. Báo cáo viết, kết quả của đợt tấn công này là loạt vụ nổ vào khoảng hoạn sau đó đã được ghi nhận trong đêm. Hậu quả đầy đủ của các cuộc tấn công đang được xác định một nguồn tin trong lực lượng an ninh và quốc phòng xác nhận với Kiev Independent rằng đây là cuộc tấn công chung của cơ quan an ninh Ukraine SBU và lực lượng tên lửa của hải quân nhằm vào trung tâm huấn luyện số 167 của Nga tại sân bay quân sự Yeis nơi cất giữ UAV khét. Nguồn tin cho biết, một số vụ nổ chính và nhiều vụ nổ thứ cấp đã được ghi nhận tại căn cứ. Theo nguồn tin, máy bay không người lái của SBU cũng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu Avivskii, Inskii và Krasnodarskii. Các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu được cho là sẽ làm phức tạp việc cung cấp các sản phẩm dầu nhờn. Nguồn tin không đề cập đến nhà máy lọc dầu Atchakhan. Kiev Independent không thể xác minh những tuyên bố này. Bộ tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng của họ cùng với SBU trong đêm 20 tháng 6 cũng đã tấn công Cộng hòa Adygea và Tambov của Nga. Một nguồn tin trong lực lượng an ninh quốc phòng nói với Kyiv Independent rằng các UAV đã tấn công kho nhiên liệu và chất bôi trơn of Products ở Tambov và khe dầu SKYA của công ty Lukoil Yuzneft ở Cộng hòa Adygea trên lãnh thổ Nga. Europin Prada đưa tin ngày 21 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasa Olongren thông báo nước này cùng với một quốc gia khác sẽ chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Bộ trưởng Olongren hôm thứ Sáu 21 tháng 6 xác nhận rằng Hà Lan đã tìm thấy các thành phần có thể được sử dụng để hình thành hệ thống phòng không Patriot. Bà từ chối cho biết quốc gia nào sẽ giúp cung cấp hệ thống. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng từ chối tiết lộ thời điểm chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine nhằm không tiết lộ thông tin này cho Nga. Trước đó, Hà Lan đã thông báo vào cuối tháng 5 rằng, với sự hỗ trợ của các nước khác, họ muốn lắp ráp và chuyển giao hệ thống Patriot cho Kiev trong thời gian ngắn. Ukraine cho biết nước này cần 7 hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong thời gian tới để bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công của Nga. Sau đó, Đức và Romania đã công bố chuyển giao hệ thống của họ. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua rực lửa tại mặt trận Donetsk với các cuộc tấn công liên tục từ phía Nga. Hãng thông tấn Ukraine Farm dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 21 tháng 6, có 99 cuộc đụng độ xảy ra trên tiền tuyến, trong đó giao tranh ác liệt tiếp diễn ở thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky ngày qua nói rằng, trong khi tình hình ở tỉnh Kharkiv dần ổn định, thì tỉnh Donetsk hướng các cuộc tấn công của Nga gần như mỗi ngày. Ông Zelensky nói, tình hình ở Kharkiv đang ổn định hơn, còn ở Donetsk rất khó khăn, đặc biệt là hướng Pokrov, với hàng chục đợt tấn công của Nga mỗi ngày. Điều rất quan trọng là phải trụ vững ở đó, tiêu diệt đối phương và không cho Nga bất kỳ lý do nào để hy vọng thành công trong cuộc chiến. Trong ngày 21 tháng 6, máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công 4 nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar Karai và Atchakhan, Nga, cũng như các địa điểm quân sự khác của Moscow, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay. Ukraine cho biết các nhà máy lọc dầu Avivsky, Inskyi và Krasnodarskyi tỉnh Krasnodar Krai, nhà máy lọc dầu Achakan tỉnh Achakan, các trạm radar và trung tâm tình báo điện tử của Nga ở bán đảo Krum và tỉnh Priangan đã bị tấn công. Ngoài ra, Kiev cũng nhắm mục tiêu vào các địa điểm cất giữ UAV hết của Moscow, các tòa nhà huấn luyện cũng như trung tâm chỉ huy và liên lạc UAV ở tỉnh Krasnodar Krai. Phía Nga cho biết bắn hạ hơn 100 UAV trong cuộc tấn công hàng loạt vào Crimea, Krasnodar và Volgograd Oblast đêm 21 tháng 6. Ngày 21 tháng 6, ông Naza Volosin, người phát ngôn lực lượng Kortesia của Ukraine, nói rằng quân đội Nga bắt đầu tấn công thành phố Yar Donetsk từ hướng thành phố Torez Donetsk vài ngày trước, theo Kiev Independent. Ông Rokhva nói, trong tuần qua, các cuộc tấn công của Nga diễn ra liên tục, cho biết quân đội Nga đã ba lần cố gắng tiếp cận các vị trí của Ukraine gần Chasipya và Kalitschivka trong tuần. Theo người phát ngôn, tình hình trong tầm kiểm soát của Ukraine và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Nga coi Chasipya là thành phố chiến lược để làm bàn đạp tiến sâu hơn tới các thành phố khác của tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 6 cho biết lực lượng Nga thực hiện 14 cuộc tấn công chính xác nhằm vào các sân bay quân sự và địa điểm của lính đánh thuê Ukraine trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS. Trong tuần, nhằm chiến đấu Patrolet Group North của Nga cải thiện các vị trí tiền tuyến và gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho ba lữ đoàn Ukraine. Tổn thất của quân đội Ukraine do nhóm Baturkruz Nord gây ra trên hướng Kharkiv là 1.980 binh sĩ, 4 xe tăng, 2 thiết giáp và nhiều khẩu pháo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga gây ra khoảng 3.330 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 2 xe tăng, 15 thiết giáp và 25 khẩu pháo của đối phương trong tuần qua. Nga nói rằng nhằm trận đấu phía nam của nước này tuần qua cải thiện các vị trí tiền tuyến, gây tổn thất cho Ukraine 4.290 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tải. Tương tự tại các khu vực do nhằm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất tới 2.530 binh sĩ, 13 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới, 53 khẩu pháo dạ chiến và hai bệ phóng tên lửa đa nòng Kras từ ngày 15 tới ngày 21 tháng 6. Trong khi đó, nhóm Pater Group S của Nga trong tuần qua giành được các vị trí thuận lợi hơn và giành quyền kiểm soát một khu định cư ở tỉnh Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga phá hủy 397 UAV, một tên lửa Neptune MD, 8 quả bom thông minh Hammer và 55 rocker phóng từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao Khima S của Ukraine trong tuần qua. Hãng tin Interfax Ukraine ngày 21 tháng 6 dẫn lời ông Igor Zhokova, phó tranh văn phòng Tổng thống Ukraine rằng hội nghị hòa bình Ukraine lần hai có thể do một quốc gia ở Nam Bán Cầu đăng cài. Ông Zhokova nói, có một số quốc gia đề nghị đăng cài và tôi có thể nói với khả năng cao rằng một hội nghị như vậy có thể diễn ra tại một trong các quốc gia ở Nam Bán Cầu. Ông Zhokova từ chối nêu tên các nước có thể đăng cài vì cho rằng điều này sẽ tạo cơ hội cho Nga làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao. Quan chức này nói rằng Ukraine muốn hội nghị thượng đỉnh tiếp theo diễn ra trước cuối năm này và nói thêm rằng Nga có thể được mời nếu Moscow xem xét lộ trình do Ukraine đặt ra và không đưa ra tối hậu thư. Tuần trước, khoảng 100 phái đoàn đã tham dự hội nghị hòa bình Ukraine lần thứ nhất tại Thụy Sĩ. 78 quốc gia và 4 tổ chức thế giới, gồm Ủy hội châu Âu, Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đã nhất trí các thông cáo chung của hội nghị nhằm tìm ra con đường hướng tới chấm dứt xung đột Nga-Ukraine tờ Moscow Times Nga viết, đồng thời cho biết đây là thông báo của quân đội Ukraine. Khoảng 400 quân nhân Nga đã bị bao vây ở thành phố Vokchan, tỉnh Kharkiv. Tình huống này xảy ra khi hai tiểu đoàn của quân đội Nga đột kích vào nhà máy khóa chất tổng hợp PZSC Vokchansky nằm trên hữu ngạn sông Volchia ở trung tâm Vokchan. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác diễn ra cuộc đột kích, nhưng theo tạp chí Forbes Mỹ có vẻ là vào cuối tuần trước. Trên lý thuyết, sau khi giành được quyền kiểm soát nhà máy PCSC Volchansky, quân đội Nga có thể bắt đầu chiến dịch vượt sông để tiến tới phía nam Phốc Tràn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công phía tây nhà máy dọc theo đường Spornaya và tiến tới một số dãy nhà ở phía bắc, chặt đất và cô lập luồng quân Nga tiến vào nhà máy từ các đơn vị hậu phương. Lực lượng Nga được cho là đã nhiều lần tìm cách vượt qua vòng vây này nhưng không thành công một binh sĩ vận hành máy bay không người lái UAV của Ukraine nói với tạp chí Forbes Mỹ, lực lượng Nga tại đây bị bảo vệ không có cơ hội sơ tán hay tiếp viện. Sau khi khóa chặt lực lượng Nga tại PCSC Volchansky, theo Moscow Times, Ukraine bắt đầu thả bom lượn có độ chính xác cao do Mỹ Pháp sản xuất xuống khu vực nhà máy với sự yểm trợ của MiG-29 và Su-27. Robley, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Philadelphia, Mỹ, đã xác nhận những gì diễn ra sau khi nghiên cứu đoạn video từ hiện trường. Trước đó, quân đội nga đã phát động tấn công tỉnh Kharkiv vào ngày 10 tháng 5. Một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là giành quyền kiểm soát tràn thành phố nằm cách biên giới nga chưa đầy 10 km và có dân số trước chiến tranh là 18.000 người. Theo Forbes, để ứng phó tình hình, lực lượng Ukraine đã bắt đầu điều quân tiếp viện từ nơi khác đến khu vực này, trong số đó có lưỡng đoàn tấn công đường không tinh nguyện số 82. Ukraine cũng bắt đầu nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Cho tới trước khi Nga tấn công vào Kharkiv, quá trình này vốn bị trì hoãn. Sau khi nhận được bom lượn từ Mỹ và Pháp, lực lượng Ukraine bắt đầu sử dụng chúng để tấn công các vị trí của quân đội Nga. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận liên quan trực tiếp tới tuyên bố của Ukraine. Tuy nhiên, theo tờ Rossiyskaya Gazeta, trong phát ngôn mới nhất, Tổng thống Putin đã cảnh báo Ukraine rằng nỗ lực nhằm đẩy quân Nga ra khỏi khu vực Kharkiv sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho Kiev. Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Mỹ và châu Âu đang thúc giục Ukraine ép quân Nga lùi về phía đường biên giới quốc gia bằng mọi giá, để từ đó tuyên bố rằng đây là một thành quả lớn mà họ đạt được trong năm nay. Theo ông Putin, kỳ vọng này dường như có liên quan tới hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO và sau đó là cuộc bầu cử ở Mỹ. Song việc thực hiện theo chỉ thị của phương Tây bằng mọi giá sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các chỉ thị của phương Tây không hề dựa trên thực tế chiến trường, vì vậy chúng một lần nữa sẽ gây tổn thất rất lớn cho lực lượng Ukraine, khiến Kiev trả giá đắt. Tổng thống Putin đồng thời khẳng định lực lượng Nga không đặt mục tiêu tiếp cận thành phố Kharkiv. Trước đó, hôm 14 tháng 6, ông Putin cho biết quân đội Nga đã buộc phải đẩy tiền tuyến theo hướng Kharkiv nhằm giảm bớt các cuộc tấn công của Ukraine vào Benkoros và các khu định cư khác của Nga ở biên giới hai nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nếu lực lượng Ukraine tiếp tục làm những gì mà họ đã làm cho tới nay, thì Nga sẽ nghĩ cách hành động để bảo vệ biên giới của mình. Theo Rossiya Gazeta, trước khi đưa ra tuyên bố mới nhất thì vào tháng 5 vừa qua, ông Putin cũng đã làm rõ rằng việc giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov không nằm trong nhiệm vụ tấn công của lực lượng vũ trang Nga theo hướng Kharkiv. Theo hãng tin RT, bình luận hôm 21 tháng 6 của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Moscow và phương Tây về xung đột ở Ukraine, khi Mỹ và các đồng minh tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev, nhưng vẫn khẳng định không tham gia trực tiếp vào xung đột. Ông Putin từng nhiều lần cảnh báo, Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu sự tồn tại của quốc gia bị đe dọa. Điện Kremlin hồi tháng 5 cũng cho hay, quân đội Nga tiến hành tập trận triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Tổng thống Putin nói: "Chúng tôi có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới." Bộ ba hạt nhân là sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Tất cả các vũ khí này đều có thể mang đầu đạn hạt nhân và đảm bảo đối phương không thể tiêu diệt lực lượng hạt nhân của Nga chỉ trong cuộc tấn công đầu tiên. Theo ông Putin, bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Hồi đầu tháng 6, ông cho hay học thuyết hạt nhân của Nga quy định những vũ khí này có thể được sử dụng khi xuất hiện mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Nhưng Moscow đang xem xét sửa đổi điều này. Mỹ đã trang bị cho Ukraine số lượng lớn tên lửa tầm xa, nhưng Washington đặt ra những hạn chế về cách ký ép có thể sử dụng khi ngăn Ukraine tấn công Nga. Để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Ukraine đã quyết định cải tiến tên lửa chống hạm Neptune thành phiên bản tấn công mặt đất để họ có thêm phương án vũ khí tập kích Nga. Tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS do Mỹ sản xuất được xem là một trong những vũ khí hiện đại hàng đầu của Ukraine. Tuy nhiên, các hạn chế của Mỹ khiến Ukraine không thể phát huy hiệu quả của ATACMS. Theo Business Insider, trong những tuần gần đây, Ukraine đã sử dụng tên lửa chống hạm Netwim phiên bản hoán cải để làm nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất bên trong Nga. R-360 Netwim là tên lửa hành trình tầm xa, tốc độ cận âm do Cục Thiết kế lắc của Ukraine phát triển. Ukraine trước đó từng tuyên bố dùng Netwim đánh chìm tàu tuần dương Moskva của Nga, nhưng Moskva không bình luận về thông tin này. Theo truyền thông phương Tây và Ukraine, Kiev dường như đã dùng nét phiên bản tấn công mặt đất nhằm vào hệ thống phòng không Nga ở Crimea, tấn công kho dầu Moskva tại Gaza, vùng Krasnodar Krai, cơ sở năng lượng ở gần Chukka. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, điểm chung của các cuộc tấn công bằng tên lửa Netwim là đều nhằm vào các mục tiêu trên không ở Nga trong tầm bắn của tên lửa ATACMS. Vị trí bị tấn công đều nằm trong khoảng cách tiền tuyến 240 km và tầm bắn 300 km của ATACMS. Vì Mỹ cấm Ukraine dùng ATACMS tấn công Nga, nên ký ép dường như phải cải tiến Netrim để có thể gây thiệt hại cho đối phương. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW nhận định, Ukraine lần đầu tiên ra mắt tên lửa chống hạm Netrim nhằm vào các mục tiêu hải quân của Nga vào tháng 4 năm 2022 và đã phải phát triển và sửa đổi thêm những tên lửa này để tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào Nga. Tên lửa Netrim được khoán cải là một trong số những cải tiến của Ukraine trong cuộc chiến mà họ bị Nga áp đảo về tiềm lực quân sự. Ví dụ, Kiev đã sử dụng xuồng không người lái tự sát để bù đắp cho việc hải quân nước này thua kém Nga. Ukraine cũng tăng cường sản xuất máy bay không người lái tầm xa, tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu bên trong nước Nga, nơi lệnh cấm sử dụng một số vũ khí phương Tây vẫn bị áp dụng. RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 20 tháng 6. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong một đêm, phòng không nước này bắn hạ 114 UAV Ukraine và phá hủy 6 phương tiện mặt nước không người lái USV khác trên biển đen. Thông báo trên cho biết, đợt tấn công vào tối 20 tháng 6, quân đội Ukraine đã nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga trên bán đảo Crimea. Chỉ tính riêng Krum, Kiev đã huy động ít nhất 70 UAV và 6 USV. Phòng không Nga ở vùng Krasnodar, vùng Bryansk và vùng Volgograd cũng đánh chặn thành công 47 UAV của Ukraine. Thống đốc vùng Krasnodar, Venimin Kondratyev, viết trên Telegram rằng các cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi bị UAV Ukraine tấn công trong đêm Tại thành phố Krasnodar, một cơ sở sản xuất nồi hơi gần bến xe buýt Yudny đã bị hư hại trong vụ tấn công. Vụ việc còn làm một công nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Thống đốc Kondratiev cho biết, ở những nơi khác trong thành phố, máy bay không người lái đã phá hủy một tòa nhà bên trong nhà máy lọc dầu Krasnodar. Quân đội Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào các khu vực biên giới Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, với nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công lớn nhằm gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ dầu của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái tầm xa từ tháng 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã quyết định đáp trả bằng những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine. Trước đó, ngày 20 tháng 6, quân đội Nga xác nhận rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn khác vào các mục tiêu của Ukraine theo công ty điện lực quốc gia ukraine ukraine go các cơ sở năng lượng của công ty này tại một số vùng đã bị hư hại sau cuộc tấn công bao gồm cả những cơ sở ở khu vực kiev